Hiền chào tất cả các bạn. Chúc tất cả các bạn luôn an lành và hạnh phúc. Hiền chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của luật sư Đỗ Trọng Hiền, kênh cập nhật và chia sẻ trực tuyến các văn bản pháp luật, các bản án, các quyết định của tòa án về hình sự, dân sự, hành chính, thuế, kế toán, lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, vân vân. Cập nhật và chia sẻ các kỹ năng về hành nghề luật sư, về thuế, về kế toán, vân vân. Cập nhật và chia sẻ hướng dẫn đào tạo học viên, nhân viên về hạch toán kế toán, báo cáo tài chính, kê khai thuế, quyết toán thuế và các công việc khác có liên quan đến pháp luật về thuế, về kế toán, vân vân. Hôm nay Hiền sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn về một cái nghị định đang rất là hot trong cái mùa dịch COVID này, đó là cái nghị định số 41 trên 2020 trên NDCB ngày 8 tháng 4 năm 2020 và có hiệu lực là từ ngày 8 tháng 4 luôn. Đó là cái nghị định về gia hạn và thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Ở điều 1 thì phạm vi nó là phạm vi điều chỉnh. Cái nghị định này quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất. Đây là gia hạn nộp thuế nha, chứ không phải là gia hạn nộp hồ sơ kê khai thuế đâu nha. Điều 2 là về đối tượng áp dụng. Nghị định này áp dụng đối với các đối tượng sau. Thứ nhất là doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế sau. A. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. B. Sản xuất, chế biến thực phẩm, dệt, sản xuất trang phục, sản xuất da và các sản phẩm có liên quan, chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa, trừ giường, tủ, bàn, ghế, sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bệnh, sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy, sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic, sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác, sản xuất kim loại, gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại, sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học, sản xuất ô tô và xe có động cơ, sản xuất giường, tủ, bàn, ghế. Ở trên đây ghi là sản xuất. Đây là chế biến gỗ và sản xuất các sản phẩm từ gỗ, tre, nứa, trừ giường, tủ, bàn, ghế. Nhưng ở dưới đây thì có thêm là sản xuất giường, tủ, bàn, ghế. Các bạn lưu ý nhé, ở trên này là loại trừ, nhưng mà ở dưới đây thì thêm nó vào một cái khoản khác. A, B, rồi C là xây dựng, ngành nghề xây dựng. Khoản 2, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế sau. A. Vận tải kho bãi, dịch vụ lưu trú và ăn uống, giáo dục và đào tạo, y tế và hoạt động trợ giúp xã hội, hoạt động kinh doanh bất động sản. B. Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm, hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tour, du lịch và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch. C. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí, hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác, hoạt động thể thao, vui chơi giải trí,
hoạt động chiếu phim. Lưu ý là danh mục ngành nghề kinh tế nêu tại khoản 1 và khoản 2 điều này, tức là nêu từ khoản 1 và 2 nãy giờ đấy, được xác định theo quyết định số 27/2018/QĐ-TTR ngày 6 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Đây là nó theo cái quy định này. Theo cái quyết định này. Đây là cái hệ thống mảng ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 27/2018/QĐ-TR ngày 6 tháng 7/2018 của Thủ tướng Chính phủ đấy, hay còn gọi là bản chuyển đổi hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam V-2018-V-2007. Đó, chúng ta phải coi chúng ta thuộc những cái mảng ngành trong ngành nghề kinh doanh chúng ta đó, ngành nghề đăng ký kinh doanh chúng ta đó, chúng ta có thuộc những cái mảng ngành trong trong đây hay không, và những cái mảng ngành thuộc trong đây thì nó phải theo cái khoản 1 và cái khoản 2 của điều 2 này. Phân ngành kinh tế theo phụ lục 1 ban hành kèm theo quyết định số 27/2018 trên quy đề TRR gồm có 5 cấp. Và việc xác định ngành kinh tế được áp dụng theo nguyên tắc trường hợp tên ngành kinh tế nêu tại khoản 1 và khoản 2 điều này thuộc ngành cấp 1 thì ngành kinh tế được áp dụng quy định gia hạn bao gồm tất cả các ngành kinh tế thuộc phân cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5 của ngành cấp 1. Thí dụ như bây giờ trong cái ngành nghề kinh doanh, trong cái giấy phép đăng ký doanh nghiệp chúng ta đó, thì nó có thể hiện cái ngành nghề kinh doanh. Hoặc là hiện tại bây giờ thì có nó không không còn thể hiện trên giấy phép đăng ký doanh nghiệp nữa, thì chúng ta tra cứu trên cái trang đăng ký kinh doanh .gov.vn này. Đấy, chúng ta gõ mã doanh nghiệp chúng ta vào đây thì chúng ta sẽ biết cái ngành nghề kinh doanh của chúng ta là chúng ta đã đăng ký ngành nghề kinh doanh nào ha. Đây, cái ngành nghề kinh doanh chúng ta nó có thuộc những cái đối tượng được áp dụng trong cái nghị định 41 này không. Ví dụ bây giờ chúng ta coi cái nông ở đây là có nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, thì chúng ta coi trong cái tra cứu nè, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, đây cấp 1 nè, cấp 1 nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, thì đây nó sẽ nói là trường hợp tên ngành kinh tế nêu tại khoản 1 và 2 điều này thuộc cấp 1 thì ngành kinh tế được áp dụng quy định gia hạn bao gồm tất cả các ngành nghề thuộc phân cấp 2, 3, 4, 5 luôn. Nếu mà trong phân ngành chúng ta là cấp 1 đây thì tất nhiên là trong trong các hết cái phần này 1, 2, 3, 4, 5 của cái phần cấp 1 này là chúng ta được được gia hạn. Và tiếp theo đó, nếu trường hợp mà thuộc ngành cấp 2, tức là trong cái ngành nghề đăng ký kinh doanh của chúng ta chỉ đăng ký cái trường hợp thuộc ngành cấp 2 thì ngành kinh tế được áp dụng được gia hạn bao gồm tất cả các ngành thuộc từ phân cấp 3, cấp 4, cấp 5 của ngành cấp 2. Tức là nếu trong ngành nghề đăng ký kinh doanh chúng ta là chúng ta đăng ký nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan thì chúng ta sẽ được những cái ngành nghề mà chúng ta hoạt động có nằm trong cấp 1, 2, cấp 3, cấp 3, cấp 4, cấp 5 đây. Cấp 3, cấp 4, cấp 5 thì chúng ta sẽ được thuộc cái dạng miễn là cái dạng được gia hạn. Và tiếp theo đó là trường hợp thuộc ngành cấp 3 thì ngành kinh tế được áp dụng được gia hạn bao gồm tất cả ngành kinh tế thuộc phân cấp 4, cấp 5 của ngành cấp 3. Đây chúng ta cấp 3 đây là cấp 3, ví dụ như ngành nghề chúng ta có là trồng lúa, trồng cây hàng năm
thì trong đó chúng ta sẽ có trồng lúa, trồng ngô. Đây, những ngành nghề cấp 4, cấp 5, nó thuộc cái ngành của cấp 3, thì những cái này chúng ta cũng được gia hạn. Rồi, trường hợp thuộc ngành cấp 4 thì ngành kinh tế được áp dụng quy định gia hạn bao gồm tất cả các ngành kinh tế thuộc phân cấp 5 của ngành cấp 4. Tức là thí dụ cái ngành nghề kinh doanh chúng ta đăng ký là cấp 4 là trồng lúa nè. Thì cấp 5 chúng ta cũng là trồng lúa, chúng ta chỉ được gia hạn đây. Nếu mà ngành nghề chúng ta là ở đây đi, ở đây là cấp 4 là trồng rau, đậu và các loại trồng rau, đậu các loại và trồng hoa. Thì trong cái trồng rau, đậu và các loại trồng hoa này thì chúng ta có trồng rau các loại nè, trồng đậu các loại là trồng hoa hàng năm nè, thì nó này là nó cấp 5, nó thuộc cái cấp 4 là trồng rau đậu các loại và trồng hoa. Thì các ngành nghề mà chúng ta đăng ký trong trong cái ngành cấp 5 này chúng ta được cũng được gia hạn luôn. Đó là theo cái hướng dẫn của Nghị định 41 là như vậy. Là các đối tượng mà chúng ta được gia hạn đó, chúng ta phải coi trong cái điều hai này. Thứ nhất là nông lâm nghiệp thủy sản nè, sản xuất chế biến thực phẩm nè. Đó, ví dụ bây giờ sản xuất chế biến thực phẩm thì chúng ta cũng coi trong cái mảng ngành sản xuất chế biến thực phẩm chúng ta thuộc cái mảng ngành nào. Rồi đây có vận tải kho bãi nè, hình như đây chúng ta đã có vận tải kho bãi nè, doanh nghiệp tổ chức vận tải kho bãi nè. Đó, ví dụ như vận tải kho bãi, dịch vụ lưu trú và ăn uống, giáo dục và đào tạo nè, y tế và hoạt động trợ giúp xã hội, hoạt động kinh doanh bất động sản nè. Đó thì chúng ta phải có những cái mã ngành đây, ví dụ như vận tải đường sắt ha. Thì vận tải đường sắt thì nếu mà chúng ta đăng ký trên cái giấy đăng ký doanh nghiệp chúng ta là vận tải đường sắt mã ngành, nhưng mà mã ngành bây giờ là nó quy định là mã ngành cấp 5 hết cả rồi, chi tiết là cấp 5 cả, trong cái giấy đăng ký doanh nghiệp chúng ta đều đa số là cấp 5 cả. Ví dụ một cái công ty vận tải nào đó đi, chúng ta lấy thì vận tải chúng ta mượn cái mã số thuế một cái công ty nào, vận tải nào đó. Đây nó không hiện mà sao thế ạ? Chúng ta copy tên công ty cũng được, ví dụ như là công ty vận tải Sài Gòn. Rồi, chúng ta chọn lại một công ty nào đây, đây là cái mã ngành của nó này. Đấy, chúng ta coi những cái mã ngành chúng ta trong đây, trong những cái mã ngành này chúng ta có đáp ứng đủ điều kiện là cái mã ngành chúng ta đã đăng ký kinh doanh chưa, nằm trong cái danh mục mà chúng ta đăng ký kinh doanh chưa. Đây chỉ là cái bước đầu tiên thôi, còn đây là chỉ mới bước đầu tiên để xác định là doanh nghiệp chúng ta có thuộc đối tượng đó hay không thôi, chứ còn chưa hẳn là chúng ta có được 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 gia hạn hay không nữa. Tại vì chúng ta còn phải xem căn cứ vào một cái điều kiện phía dưới nữa, chúng ta xem hết cái nghị định này thì chúng ta mới biết được là chúng ta có doanh nghiệp chúng ta có thuộc cái trường hợp là gia hạn hay không gia hạn. Rồi, chúng ta đã review xong cái khoảng 1 và khoảng 2, những cái đối tượng áp dụng. Chúng ta tiếp cái khoảng 3 nè. Khoảng 3 là doanh nghiệp.
Đấy, khoản 1 và khoản 2, những cái đối tượng mà được áp dụng để gia hạn á, là chúng ta cần phải coi trong cái mã ngành, cái phụ lục quyết định về cái mã ngành chúng ta đó, mã ngành kinh tế đó. Rồi, chúng ta sẽ qua cái khoản 3 là doanh nghiệp, tổ chức hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển sản phẩm cơ khí trọng điểm. À, hiện nhắc lại nè, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển sản phẩm cơ khí trọng điểm. Đây, giải thích chi tiết nè. Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được xác định theo Nghị định số 11 trên 2015 trên NĐ-CP ngày 3 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ. Đây, đây là cái phụ lục. Đây là cái phụ lục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển ban hành kèm theo Nghị định số 111 trên 2015 trên NĐ-CP ngày 3 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ ha. Thứ nhất là ngành dệt may, ngành dệt may. Thì trong cái ngành dệt may này nó sẽ có là sơ thiên nhiên nè, bông, đai, gai, tơ tằm, sơ tổng hợp như bia, viscose, sợi dệt kim, sợi dệt thôi, sợi polymer, polyester có độ bền cao, sợi pandet, ni lông có độ bền cao. Vải thì nó gồm có vải kỹ thuật, vải không dệt, vải dệt kim, vải dệt thôi. À, chỉ may trong ngành dệt may, hóa chất, chất trơ, thuốc nhuộm phục vụ ngành nhuộm hoàn tất vải, phụ liệu ngành may như cúc, mét, khóa kéo, băng chun. Đó là ngành dệt may. Rồi thứ hai là ngành da giày, những cái phụ lục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên là trong ngành da giày gồm có nè, da thuộc, vải giả da, đế giày, mũi giày, dây giày, hóa chất thuộc da, da muối, chỉ may giày, keo dán giày, phụ liệu trang trí như khóa, khoen, móc, vân vân. Đó là cái thứ hai là ngành da giày. Thứ ba là ngành điện tử, thì nó gồm có nè, linh kiện điện tử, quang điện tử cơ bản, transistor, mạch tích hợp cảm biến, điện trở, tụ, diode, anten, thyristor, linh kiện thạch anh, vi mạch điện tử, vật liệu sản xuất linh kiện điện tử, chất bán dẫn, vật liệu từ cứng, vật liệu từ mềm, chất cách điện tích cực. Linh kiện sản phẩm điện tử, linh kiện nhựa, linh kiện cao su, chi tiết cơ điện tử, linh kiện chính. Pin dùng cho máy tính, máy vi tính xách tay, điện thoại di động. Dây và cáp điện, đèn LED, tai nghe điện thoại và loa, sạc pin điện thoại, màn hình các loại. À, 4 là ngành sản xuất lắp ráp ô tô. Gồm có nè, động cơ và chi tiết động cơ như thân máy, piston, trục khuỷu, thanh truyền, bánh răng, cụm ống xả, xi lanh, cụm đầu xi lanh, trục cam, xét măng, van động cơ. Thứ hai là hệ thống bơm trơn như là bộ lọc dầu, bộ làm mát, bộ tản nhiệt, bơm dầu, các van, các loại van. Thứ ba là hệ thống làm mát, bộ tản nhiệt, các nước, quạt gió, van hàn nhiệt, bơm nước. Thứ tư là hệ thống cung cấp nhiên liệu như thùng nhiên liệu, bộ lọc nhiên liệu, bộ lọc không khí, ống dẫn bơm nhiên liệu, bộ chế hòa khí, hệ thống phun nhiên liệu. Kế tiếp là khung thân vỏ cửa xe, các chi tiết dạng tấm đột dập, sắt xi thùng xe tải bật lên xuống cụm cụm của cụm cửa xe tải. Kế tiếp là hệ thống treo như nhíp, lò xo, đàn hồi, bộ dẫn chấn. Bánh xe thì gồm có lớp xe, vành bánh xe bằng hợp kim nhôm. Đây, nguyên cái này vân vân ha. Mình các bạn có thể vào trang web của mình, vào theo cái đường link đấy để các bạn tìm cái mục lục danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển ha, và để coi mình
doanh nghiệp mình có thuộc cái danh mục này hay không, để mình xét cái điều kiện để được gia hạn thuế. Rồi, hiện quay lại cái review cái nghị định 41 ha. Đấy, cái mục lục đó là cái mục lục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển. Rồi, ngoài tiếp theo đó là chúng ta còn có sản phẩm cơ khí trọng điểm xác định theo quyết định số 319 trên QĐ-TR ngày 15 tháng 3 2018 nữa. Đây, sản phẩm cơ khí trọng điểm ha, đây là cái sản danh mục sản phẩm cơ khí trọng điểm chúng ta xem vào trong web nghiệp vụ kế toán.vn, chúng ta sẽ có cái phụ lục danh mục sản phẩm cơ khí trọng điểm nè, từ giai đoạn 2017 đến 2025 ha, theo quyết định số 39319 trên QĐ-TR ngày 15 tháng 3 2018 nè. Mình liệt kê một số cái thôi, ví dụ như là các tên sản phẩm là các thiết bị, các loại thiết bị động lực nè, như các loại động cơ diesel là từ 15 HP trở lên nè, động cơ diesel tàu thủy cùng hệ thống hộp số, hệ trục và chân vịt công suất là 300 HP trở lên nè, các loại động cơ ô tô đạt tiêu chuẩn tối thiểu của Euro 4 từ năm 2018 nè. Thứ hai là các chủng loại xe ô tô nè, như xe ô tô nông dụng nhỏ đa chức năng nè, xe ô tô chuyên dùng, xe chở bê tông CTS, xe đặc chủng phục vụ an ninh quốc phòng nè, xe ô tô khách tầm trung và tầm ngắn chạy liên tỉnh nè, nội bộ từ 10 chỗ ngồi trở lên nè, xe tiết kiệm nhiên liệu, thân nhiệt môi trường, xe khách, xe buýt chạy bằng khí thiên nhiên hoặc sử dụng công nghệ hybrid hoặc là chạy điện nè, vân vân ha. Đây là cái phụ lục danh mục sản phẩm cơ khí trọng điểm từ giai đoạn 2017 đến 2025. Rồi, chúng ta quay lại review cái nghị định 41 tiếp, tức là đối tượng áp dụng, tức là cái phần mục 1, mục 2, khoảng 1, khoảng 2 là chúng ta phải căn cứ vào cái mảng ngành kinh tế ha. Còn mục 3 là chúng ta sẽ căn cứ vào cái phụ lục xác định sản phẩm hỗ trợ công nghệ nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển theo cái nghị định số 111 trên 2015 ha. Và chúng ta căn cứ vào cái mục lục, cái phụ lục xác định sản phẩm cơ khí trọng điểm theo cái quyết định 319 ngày 15 tháng 3 2018 của Thủ tướng Chính phủ ha. Đó là khoảng 1, khoảng 2, khoảng 3 rồi. Chúng ta đi tiếp là cái khoảng 4 này. Khoảng 4 là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04 trên 2017 trên Quốc hội 14 và nghị định số 39 trên 2018 trên NĐ-CP ngày 13 tháng ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây, chúng ta phải coi chúng ta có doanh nghiệp, chúng ta có nằm trong cái dạng doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo luật hỗ trợ doanh nghiệp hay không nha. Ở đây chỉ có là nhỏ và siêu nhỏ thôi nha. Trong cái trang web nghiệp vụ kế toán.vn của mình cũng có cái, mình cũng đã riêng ra một cái phần là tiêu chí để xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa đây. Bạn coi trong này ha. Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa nè. Ở đây chỉ có xác định doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ thôi, vừa không đề cập ha. Doanh nghiệp nhỏ và vừa thì nó gồm có doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa. Có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và đáp ứng một trong hai tiêu chí sau đây. Nghĩa là đáp ứng một trong hai tiêu chí. Thứ nhất là tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ. Thứ hai là tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ. Có nghĩa là một là tổng nguồn vốn chúng ta không quá 100 tỷ. Hai là tổng doanh thu của năm trước, có nghĩa là chúng ta xác định năm trước là năm 2019 đó, năm nay 2020 rồi, chúng ta xác định tổng doanh thu của năm trước chúng ta là không quá 300 tỷ thì chúng ta sẽ thuộc cái tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thứ hai, khoản 2 của điều 4 luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04 2017 Quốc hội 14 này là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa
được xác định theo lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp và xây dựng và thương mại và dịch vụ. Đó. Ngoài ra thì doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa được xác định theo lĩnh vực nông nghiệp, là lâm nghiệp, thủy sản và công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ. Khoảng 3 là chính phủ quy định chi tiết điều này. Thì cái điều này nó được hướng dẫn bởi cái chương 2 nghị định 39 trên 2018 bởi cái điều số 6 nè. Nó sẽ hướng dẫn rõ hơn tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được phân theo quy mô, bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa. Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng. Đấy, đây là nó sẽ chi tiết rõ hơn. Trong lĩnh vực doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản nè và lĩnh vực công nghiệp xây dựng nè, là nó giải thích cái khoảng 2 của điều 4, khoảng 2 của điều 4 ở trên đấy. Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ. Đấy, nó giải thích cái phần mà một khoảng 2 điều 4 là nó thuộc cái doanh nghiệp siêu nhỏ theo cái dạng công ty mà có ngành nghề kinh doanh về công nghiệp và xây dựng, thương mại và dịch vụ đó. Rồi, cái khoảng 2 là nó giải thích về doanh nghiệp nhỏ. Khoảng 3 là nó giải thích về doanh nghiệp vừa. Nhưng trong cái nghị định 41 thì nó chỉ nêu là doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp siêu nhỏ thôi. Còn nó không có nói đến cái doanh nghiệp vừa được gia hạn nha. Nó chỉ nói là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thôi. Cho nên chúng ta sẽ xác định là thế nào là doanh nghiệp nhỏ và thế nào là doanh nghiệp siêu nhỏ để chúng ta coi chúng ta có đủ điều kiện để gia hạn tiền thuế và hay là tiền thuê đất hay không nha. Rồi. Chi tiết thì các bạn có thể vào trang web của mình để xem mình xác định cái tiêu chí để coi cái doanh nghiệp mình nó có thuộc dạng siêu nhỏ hay nhỏ hay không. Chúng ta quay lại cái nghị định 41. Là chúng ta đã đi qua là khoảng 1, khoảng 2 là kiểm tra cái mã ngành trong cái mã ngành kinh tế so với lại cái mã ngành mà chúng ta đã đăng ký kinh doanh đấy. Rồi khoảng 3 là chúng ta xem cái sản phẩm của chúng ta nó có thuộc cái dạng là sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển hay không, hay là sản phẩm cơ khí trọng điểm hay không để chúng ta xác định. Và thứ tư là chúng ta phải xác định là chúng ta có thuộc loại doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ hay không. Ở đây nhỏ và siêu nhỏ chứ không có là vừa nha. Thứ năm là tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp tổ chức cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm công bố danh sách tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài tham gia hỗ trợ khách hàng để cơ quan quản lý thuế thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo nghị định này. Cái khoảng năm này thì nó liên quan đến tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, cho nên mình không cần phải đi sâu. Và nó khẳng định lại một lần nữa là cái ngành kinh tế và lĩnh vực của doanh nghiệp, tổ chức hộ gia đình cá nhân kinh doanh tại quy định tại khoảng 1, khoảng 2, khoảng 3 điều này là ngành lĩnh vực mà doanh nghiệp tổ chức hộ gia đình cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh và phát sinh doanh thu trong năm 2019 hoặc 2020. Đây là mới là cái trình tiết quan trọng đấy. Tức nghĩa là chúng ta ở trên, chúng ta đã xác định là chúng ta thuộc những cái ngành nghề kinh doanh, chúng ta là thuộc những cái khoảng 1 và khoảng 2, khoảng 3 của cái đối tượng được áp dụng này rồi. Nhưng những cái ngành nghề mà chúng ta xác định đấy, nó phải có hoạt động sản xuất kinh doanh và phát sinh doanh thu. Có nghĩa là thí dụ bây giờ trong cái mã ngành chúng ta, trong cái mã ngành chúng ta là có buôn bán
ô tô và xe có động cơ khác. Đây, chúng ta coi cái mảng ngành chính chúng ta này. Thí dụ đây, thí dụ lấy cái mảng ngành này, buôn bán ô tô và xe có động cơ khác, chúng ta có thuộc cái được gia hạn hay không ha. Đây cái mục cái điểm B khoảng 1 của cái đối tượng áp dụng này, nó có một cái phần nè. Đây, sản xuất ô tô và xe có động cơ khác nè ha. Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác. Đấy, ví dụ như chúng ta coi ở đây là sản xuất ô tô và xe có động cơ khác, chúng ta so sánh với cái mảng ngành chúng ta. Đây, buôn bán ô tô, ở này là buôn bán ô tô chứ không phải sản xuất. Chúng ta phải kiếm cái nào có sản xuất kìa. Này buôn bán thì không được gia hạn nha. Thôi chúng ta thí dụ chúng ta lấy cái vận tải đi. Đây, 5011. Đây, vận tải hàng hóa nè. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210. Chúng ta coi coi chúng ta có thuộc cái đó không. Đây, vận tải kho bãi nè, dịch vụ lưu trú và ăn uống nè. Đấy. Đây là chúng ta là kho bãi, ví dụ như đây, chúng ta có ngành là 5210 là nó thuộc cái điều kiện đầu tiên là về cái mảng ngành là chúng ta được nè. Nhưng chúng ta phải xét xem trong cái năm 2019 hoặc là từ tháng 1, tháng 2, tháng 3 những tháng đầu năm của 2020 thì cái hoạt động sản xuất kinh doanh và phát sinh doanh thu của cái mảng ngành mà và kho bãi và lưu giữ hàng hóa này chúng ta có hoạt động sản xuất kinh doanh và có phát sinh doanh thu hay không nữa. Còn nếu mà chúng ta không có hoạt động sản xuất kinh doanh và phát sinh doanh thu mà thuộc cái mảng ngành mà chúng ta được hưởng cái ưu đãi về về gia hạn thì chúng ta cũng không được gia hạn. Đó, ý là nó là như vậy. Cho nên cái việc xác định là xác định chúng ta có được gia hạn hay không gia hạn nó là rất quan trọng. Chúng ta phải coi cái mảng ngành chúng ta nó có thuộc cái hệ thống mảng ngành chúng ta nó có thuộc trong cái những cái khoản mục được gia hạn hay không là thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta phải coi chúng ta cái sản phẩm của chúng ta có thuộc cái phụ lục là sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển hay không. Rồi chúng ta phải coi cái sản phẩm cơ khí, nếu mà chúng ta là sản xuất cơ khí đó, chúng ta phải coi cái sản phẩm cơ khí chúng ta phải là sản phẩm cơ khí trọng điểm được xác định theo quyết định số 319 hay không. Rồi chúng ta phải xem doanh nghiệp chúng ta thuộc loại doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ có thuộc cái khoản mục này hay không. Có nằm trong cái tiêu chí để xác định là nhỏ hay siêu nhỏ hay không. Rồi chúng ta đi tiếp cái điều 3 là cái gia hạn, thời hạn nộp thuế và tiền thuế đất. Nếu như chúng ta đã xác định được là chúng ta thuộc đối tượng được gia hạn, thì chúng ta xem đây chúng ta được gia hạn là bao lâu. Thì chúng ta đi vào cái điều 3 này. Thì thứ nhất, cái khoản 1 là đối với thuế giá trị gia tăng. Nó trừ cái thuế giá trị gia tăng, cái khâu nhập khẩu nha. Đây là tỷ tính thuế giá trị gia tăng. Nhưng mà trừ đi cái thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu. Điểm A là gia hạn, thời hạn nộp thuế đối với số tiền thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6. Có nghĩa là 4 tháng đó, 3, 4, 5, 6 của năm 2020 đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng. Và kỳ tính thuế quý 1, quý 2 năm 2020 đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý của doanh nghiệp tổ chức nêu tại điều 2 của nghị định này. Thời gian gia hạn là 5 tháng kể từ ngày kết thúc
thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về thuế. Có nghĩa là nếu chúng ta đăng ký kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng thì chúng ta sẽ được gia hạn là tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6. Nếu mà chúng ta kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý thì chúng ta được gia hạn quý 1, quý 2. Và thời gian gia hạn là 5 tháng kể từ cái ngày mà phát sinh cái nghĩa vụ nộp thuế, kết thúc cái thời hạn nộp thuế. Và cái chi tiết thì phía dưới sẽ có hướng dẫn tiếp. Trường hợp người nộp thuế kê khai bổ sung hồ sơ kê khai thuế của kỳ tính thuế đã được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế giá trị gia tăng phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế và phải nộp tăng thêm do kê khai bổ sung. Có nghĩa là trong cái kỳ, ví dụ trong cái kỳ kê khai thuế tháng 3 đi, chúng ta kê khai sai sót thì nó dẫn thì chúng ta mới kê khai thuế bổ sung thì nó dẫn đến cái làm tăng cái số thuế giá trị gia tăng phải nộp của chúng ta lên. Thì chúng ta nếu mà chúng ta gửi đến cơ quan thuế trước khi hết cái thời hạn nộp thuế được gia hạn này á, thì cái số mà thuế được gia hạn mà do tăng lên do cái kê khai bổ sung chúng ta thì chúng ta cũng được gia hạn luôn. Rồi, các doanh nghiệp tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai nộp thuế giá trị gia tăng tháng quý theo quy định của pháp luật hiện hành nhưng chưa phải nộp số thuế giá trị gia tăng phải nộp phát sinh trên tờ khai thuế giá trị gia tăng đã kê khai, thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của tháng quý được gia hạn như sau. Đây, cụ thể nè, thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 3 năm 2020 là chậm nhất là ngày 20 tháng 9 năm 2020, tức là 5 tháng á. Thời hạn đúng thời hạn nộp thuế có giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 3 thì kết thúc là tháng 4. Tháng 4 thì chúng ta được tháng 5 nè. Kết thúc là 20 tháng 4 thì 20 tháng 5 là 1 tháng, 20 tháng 6 là 2 tháng, 20 tháng 7 là 3 tháng, 20 tháng 8 là 4 tháng, 20 tháng 9 là 5 tháng. Đó. Vậy thí dụ như thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 4 năm 2020. Nếu đúng ra thì kỳ tính thuế tháng 4 năm 2020 thì cái hạn cuối cùng chúng ta nộp là 20 tháng 5 năm 2020. Nhưng mà nếu chúng ta được đủ điều kiện để được gia hạn theo cái nghị định 41 này thì chúng ta sẽ được gia hạn đến ngày 20 tháng 10 của năm 2020, có nghĩa là gia hạn 5 tháng là tháng 20 tháng 5, 20 tháng 6, 20 tháng 7, 20 tháng 8, 20 tháng 9. 20 tháng 4 thì là chúng ta kỳ tính thuế tháng 4 là chúng ta được gia hạn, chúng ta phải nộp là 20 tháng 5. Cho nên chúng ta tự tính là 20 tháng 6, 20 tháng 7, 20 tháng 8, 20 tháng 9, 20 tháng 10 là 5 tháng. Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 5 năm 2020 chậm nhất là 20 tháng 11 của năm 2020. Nhưng đúng ra thì nếu mà chúng ta nộp đúng hạn á thì kỳ tính thuế tháng 5 á của năm 2020 thì là ngày 20 tháng 6 của năm 2020 thì chúng ta được gia hạn tiếp, thì chúng ta đây là 20 tháng 7, 20 tháng 8, 20 tháng 9, 20 tháng 10, 20 tháng 11 là 5 tháng. Và cái thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 6 năm 2020 chậm nhất là 20 tháng 12 năm 2020. Đúng ra thì cái kỳ tính thuế tháng 6 chúng ta phải nộp đúng hạn là 20 tháng 7 năm 2020. Nếu mà chúng ta được gia hạn thì chúng ta gia hạn được 5 tháng, nghĩa là 20 tháng 8, 20 tháng 9, 20 tháng 10, 20 tháng 11, 20 tháng 12. Rồi. Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý 1 năm 2020 chậm nhất là 30 tháng 9 của năm 2020. Có nghĩa là cái thời hạn mà nộp thuế của kỳ tính thuế quý 1 năm 2020 là đúng ra thì chúng ta phải nộp vào ngày chậm nhất là ngày 30 tháng 1 năm 2020, nhưng mà chúng ta được gia hạn thêm 30 tháng 4 năm 2020, nhưng mà chúng ta được gia hạn thêm 5 tháng thì chúng ta là 30 tháng 5, 30 tháng 6, 30 tháng 7, 30 tháng 8, 30 tháng 9 là 5 năm. Rồi thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý 2 năm 2020 chậm nhất là ngày 30 tháng 12 của năm 2020. Có nghĩa là
Đúng ra thì kỳ tính thuế quý 2 năm 2020 là kết thúc là ngày kết thúc là tháng 6, thì chậm nhất là 30 tháng 7 chúng ta phải nộp. Nhưng mà bây giờ chúng ta được gia hạn thêm 5 tháng nữa, nếu mà chúng ta đủ điều kiện ở trên á thì là 30 tháng 7, 30 tháng 8, 30 tháng 9, 30 tháng 10. 30 tháng 8, 30 tháng 9, 30 tháng 10, 30 tháng 11 và 30 tháng 12. Đó là 5 tháng. Khoản B của cái điều 3 này là gì? Là trường hợp doanh nghiệp tổ chức nêu tại điều 2 nghị định này có các chi nhánh đơn vị trực thuộc hiện kê khai thuế giá trị gia tăng riêng với cơ quan quản lý trực tiếp của chi nhánh đơn vị trực thuộc, thì các chi nhánh đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng. Trường hợp chi nhánh đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp tổ chức nêu tại khoản 1, khoản 2, điều 3, khoản 2 và khoản 3 điều 2 nghị định này không hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế lĩnh vực được gia hạn, thì chi nhánh đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng. Có nghĩa là cái công ty mẹ, có cái công ty chính á, nó đủ điều kiện được để gia hạn, thì mình phải xét theo cái chi nhánh và các đơn vị cơ sở trực thuộc đó mà nó thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng riêng với một cơ quan quản lý thuế trực tiếp của chi nhánh, thì nó có thuộc được nó có thuộc được gia hạn hay không, thì mình phải xét thêm cái vấn đề là nó có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc cái ngành kinh tế và lĩnh vực được gia hạn hay không nữa. Thì chi nhánh đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng, nếu mà nè, nó nói rõ là trường hợp chi nhánh đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp tổ chức nêu tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 điều 2 của nghị định này, có nghĩa là cái điều kiện hồi nào điều kiện trên đó, cái điều kiện để mà được xét coi có được gia hạn hay không á, mà nó không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc cái ngành kinh tế lĩnh vực được gia hạn, thì chi nhánh đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng. Đó. Cho nên nếu mà trường hợp nó hoạt động sản xuất kinh doanh mà thuộc cái ngành kinh tế lĩnh vực được gia hạn thì nó được gia hạn, còn nếu mà nó không nằm trong những điều kiện trên, nó cũng giống như một của doanh nghiệp nó xét như vậy thì nó cũng không được gia hạn, nếu mà nó không có sản xuất hoạt động kinh doanh những cái ngành kinh tế mà nó được xét gia hạn thì nó cũng không được gia hạn. Khoản 2 điều 3, đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, nãy là đối với thuế giá trị gia tăng, bây giờ đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, điểm A là gia hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp theo quyết toán kỳ tính thuế 2019 và số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý 1, quý 2 của kỳ tính thuế 2020 của doanh nghiệp tổ chức là người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thuộc đối tượng quy định tại điều 2 nghị định này. Thời gian gia hạn là 5 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Có nghĩa là nếu mà chúng ta cuối năm á, chúng ta làm cái quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2019 vừa rồi ấy, mà chúng ta có phát sinh số thuế phải nộp mà chúng ta đủ điều kiện của cái điều 2 ở trên á, thì chúng ta sẽ được gia hạn nộp trong vòng 5 tháng, và kể cả cái thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 1, quý 2 luôn. Nếu mà chúng ta xác định là thuế thu nhập doanh nghiệp của quý 1, quý 2 năm 2020 á, là chúng ta có phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp mà chúng ta phải tạm nộp đó, thì chúng ta cũng được gia hạn luôn. Trường hợp doanh nghiệp tổ chức đã thực hiện nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp theo quyết toán của 2019 vào ngân sách nhà nước, thì doanh nghiệp tổ chức được điều chỉnh số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp để nộp cho số phải nộp của các loại thuế khác để thực hiện điều chỉnh nộp thuế, tự lập thư tra soát theo mẫu C1-11 trên ngân sách ban hành theo thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính, kèm theo chứng từ nộp thuế hoặc thông tin liên quan đến nội dung về đề nghị điều chỉnh để gửi cơ quan thuế. Có nghĩa là chúng ta, doanh nghiệp thuộc có đủ điều kiện để được gia hạn cái thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2000 phải nộp của năm 2019, nhưng mà doanh nghiệp đã lỡ nộp rồi, thì bây giờ doanh nghiệp có thể dùng cái thư
tra soát theo cái mẫu C1 gạch 11 xẹt ngân sách này để điều chỉnh cái số thuế thu nhập doanh nghiệp mà mình đã nộp, cái số thuế thu nhập doanh nghiệp mà phải nộp của quý toán năm 2019 mình đã nộp đấy. Đúng ra là mình được gia hạn nhưng mình lỡ mình nộp rồi thì bây giờ mình điều chỉnh sang các loại thuế khác, nghĩa là các loại thuế mà mình còn đang nợ đấy, nhưng mà nó không nằm trong cái danh mục mà được gia hạn đó, thì mình làm cái điều chỉnh để mình nộp các loại thuế khác. Cái khoản B là trường hợp doanh nghiệp tổ chức nêu tại điều 2 nghị định này có chi nhánh đơn vị trực thuộc hiện khai thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với cơ quan quản lý thuế, quản lý trực tiếp của chi nhánh đơn vị trực thuộc thì chi nhánh và đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp chi nhánh đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp tổ chức nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 điều 2 nghị định này không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc kinh tế lĩnh vực được gia hạn thì chi nhánh đơn vị trực thuộc không được đối tượng được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Đó, nó cũng giống như cái trường hợp của thuế giá trị gia tăng ở trên, nghĩa là những cái chi nhánh hoặc đơn vị trực thuộc chúng ta phải xác định rằng cái chi nhánh và đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp nè, nó có đủ điều kiện để gia hạn theo khoản 1, khoản 2 và khoản 3 của điều 2 hay không. Nếu là đủ thì nó có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc cái ngành nghề kinh tế lĩnh vực được gia hạn hay không. Nếu mà được thì chi nhánh đó hoặc là đơn vị trực thuộc đó mới thuộc đối tượng được gia hạn, còn không thì nó cũng không thuộc được đối tượng được gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp luôn. Rồi, điều 3 là đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ gia đình và cá nhân kinh doanh thì gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp của năm 2020 của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế lĩnh vực nêu tại khoản 1, 2, khoản 3, điều 2 nghị định này. Hộ gia đình cá nhân kinh doanh thực hiện nộp tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là 31 tháng 12 năm 2020. Có nghĩa là đối với cá nhân, đối với hộ gia đình hoặc là cá nhân kinh doanh cũng căn cứ vào khoản 1, khoản 2, khoản 3 của cái điều 2 và so sánh xem cái mã ngành kinh tế của cái kinh doanh của mình ấy, nó có thuộc cái điều kiện được gia hạn hay không. Nếu mà thuộc điều kiện được gia hạn thì cái số thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân á, phát sinh của năm 2020 thì được sẽ được gia hạn đến 31 tháng 12 năm 2020. Còn cái khoản 4 là đối với tiền thuê đất, gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp đầu kỳ của 2020 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình cá nhân đối tượng thuộc điều 2 nghị định này đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc là hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức là trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 5 tháng kể từ 31 tháng 5 năm 2010. Quy định này áp dụng cho cả trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình cá nhân có nhiều quyết định hợp đồng thuê đất trực tiếp của nhà nước và có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhau, trong đó có ngành kinh tế lĩnh vực quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 5 điều 2 nghị định này. Đấy, cho nên là ngay cả đối với tiền thuê đất mà trả hàng năm thì cũng phải căn cứ vào cái mã ngành, coi cái mã ngành kinh doanh của mình nó có thuộc cái những cái mã ngành theo điều 2 ở trên hay không, để mà mình xác định là mình có được giãn gia hạn cái thời gian nộp tiền thuê đất hay không. Rồi, cái khoảng 5 là gì? Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều ngành kinh tế khác nhau, trong đó có ngành kinh tế lĩnh vực quy định tại khoản 1 và 2 và khoản 3 và khoản 5 điều 2 nghị định này thì doanh nghiệp tổ chức được gia hạn hoàn toàn bộ số thuế giá trị gia tăng, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Hộ gia đình cá nhân kinh doanh được gia hạn toàn bộ thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo hướng dẫn của nghị định này. Có nghĩa là
doanh nghiệp, tổ chức và hộ gia đình hoặc là cá nhân kinh doanh, thì trong cái ngành nghề kinh doanh chúng ta nó sẽ có rất là nhiều, chúng ta đăng ký rất là nhiều cái ngành nghề kinh doanh khác nhau. Và trong các ngành nghề kinh doanh đó thì chúng ta có những cái ngành nghề phát sinh doanh hoạt động sản xuất kinh doanh và có phát sinh doanh thu. Có những ngành nghề kinh doanh nó sẽ không có nằm trong cái ngành nghề kinh doanh mà tại khoản 1, khoản 3, khoản 1, khoản 2, khoản 3 của cái và khoản 5 của cái điều 2 nghị định 41 này. Nhưng trong đó nó có một hay hai hay nhiều ngành gì đó trong đủ điều kiện của khoản 1, khoản 2, khoản 3 của khoản 5 của cái điều 2 của cái nghị định 41 này thì chúng ta được gia hạn toàn bộ cái tiền thuế giá trị gia tăng, tiền thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất. Chứ không, chúng ta không có tách được riêng ra là tiền tiền thuế giá trị gia tăng là cho những cái ngành nghề mà nó đủ điều kiện gia hạn, còn những ngành nghề mà kia nó không đủ điều kiện gia hạn thì chúng ta phải tách ra, chúng ta không cần phải tách ra ra như vậy được. Cho nên là chúng ta chỉ cần xác định là trong tất cả các ngành nghề kinh doanh chúng ta chỉ có ngành nghề kinh doanh nào mà nó lọt vào cái những cái trường hợp mà chúng ta đủ điều kiện gia hạn, nhưng mà cái ngành nghề kinh doanh đó nó phải có hoạt động sản xuất kinh doanh và có phát sinh doanh thu, thì các những ngành nghề kinh doanh khác mà nó không nằm trong cái, nó không đủ điều kiện tại cái khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 5 của điều 2 nghị định 41 này thì chúng ta vẫn được gia hạn luôn cho những cái ngành nghề không đủ điều kiện đó. Và cái điều 4 là cái trình tự và thủ tục gia hạn. Khoản 1 là người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác theo mẫu tại phụ lục ban hành kèm theo nghị định này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ kê khai thuế theo tháng hoặc theo quý theo quy định của pháp luật về thuế. Trường hợp giấy đề nghị gia hạn nộp tiền thuế và tiền thuê đất không nộp cùng thời điểm với nộp hồ sơ kê khai thuế tháng hoặc quý thì thời hạn nộp chậm nhất là 30 tháng 7 năm 2020. Cơ quan quản lý thuế vẫn thực hiện gia hạn nộp thuế tiền thuê đất của các kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp giấy đề nghị gia hạn. Có nghĩa là cái giấy trường hợp người nộp thuế được nhà nước cho thuê đất tại nhiều địa bàn khác nhau thì cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có trách nhiệm sau gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế nơi có đất thuê. À, những cái điểm này là chúng ta lưu ý ha. Đây, mới là đây là cái phụ lục nè, phụ lục cái đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đó, chúng ta phải điền theo cái phụ lục này. Rồi, để chúng ta xác định là chúng ta có đủ điều kiện hay không. À, và chúng ta gia hạn cái thuế nào, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp hay là thuế thu nhập cá nhân gì đó và tiền thuê đất gì đó, và chúng ta cũng liệt kê là khu đất thuê thứ mấy số mấy số mấy. Chúng ta có thuộc doanh nghiệp siêu nhỏ thì chúng ta phải liền có lĩnh vực hoạt động nè, chúng ta phải xác định một là doanh thu hay là nguồn vốn, rồi chúng ta phải làm theo cái mẫu này. Và cái thời gian là chúng ta nộp, đây một là chúng ta nộp cùng với thời điểm chúng ta nộp hồ sơ kê khai thuế theo tháng hoặc là theo quý. Còn hai là mà chúng ta nếu mà chúng ta không có nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng hoặc là khai thuế quý á, thì chúng ta sẽ nộp chậm nhất là 30 tháng 7 năm 2020, có nghĩa là thời điểm cuối cùng để chúng ta nộp cái hồ sơ gia hạn thuế này là 30 tháng 7 năm 2020. Rồi, khoản 2 là người, cái khoản này là quan trọng nhất đấy. Người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn theo nghị định này. Nếu người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan quản lý thuế sau 30 tháng 7 2020 thì không được gia hạn nộp thuế tiền thuê đất. Nghĩa là chúng ta chỉ được nộp cái giấy đề nghị gia hạn hạn chót là 30 tháng 7 thôi.
tới 30 tháng 7 thì chúng ta vẫn được gia hạn. Còn nếu mà chúng ta nộp sau ngày 30 tháng 7 thì chúng ta sẽ không được gia hạn. Đấy. Và cái trách nhiệm chúng ta là tự xác định và tự chịu trách nhiệm về cái việc đề nghị gia hạn này. Coi chúng ta có đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn hay không. À, nếu mà chúng ta không đảm bảo không đúng được đối tượng gia hạn mà chúng ta xác định sai đó, chúng ta xác định là chúng ta gia hạn thì chúng ta chịu chịu trách nhiệm, mà sau này cơ quan thuế mà họ có kiểm thì cái trách nhiệm đó là thuộc về chúng ta. Cơ quan thuế không phải thông báo cho người nộp thuế về việc chấp nhận gia hạn nộp thuế tiền thuế đất đấy, nghĩa là chúng ta đưa lên đề nghị gia hạn và tất nhiên họ gia hạn, chứ họ không phải thông báo cho người cho chúng ta về việc họ có chấp nhận gia hạn hay không chấp nhận gia hạn. Nhưng mà tuy nhiên trong cái trường hợp trong thời gian gia hạn á, cơ quan thuế có cơ sở xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng gia hạn thì cơ quan thuế có văn bản thông báo cho người nộp thuế về việc dừng gia hạn và người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế đất và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn vào ngân sách nhà nước. Đây. Có nghĩa là ở trên là chúng ta tự xác định và tự chịu trách nhiệm. Nếu như mà chúng ta đã nộp cái giấy đề nghị gia hạn rồi thì đương nhiên là thuế sẽ chấp nhận cho ta gia hạn, không có thông báo là cho chúng ta là chấp nhận hay không chấp nhận về việc gia hạn đó. Nhưng mà nếu mà cơ quan thuế họ họ xác định rằng là chúng ta không có đủ điều kiện để được gia hạn thì chúng ta phải nộp đủ số tiền thuế hoặc là số tiền mà thuê đất mà chúng ta đã đề nghị gia hạn đó cộng thêm với cái số tiền chậm nộp trong cái khoảng thời gian mà đã thực hiện gia hạn vào ngân sách nhà nước. Nghĩa là ngoài số tiền mà phải nộp thì chúng ta phải nộp thêm số tiền chậm nộp do chúng ta tự xác định sai đó, thì trách nhiệm chúng ta là khi xác định sai thì chúng ta phải nộp tiền chậm nộp. Còn trường hợp sau khi hết thời gian gia hạn, cơ quan thuế phát hiện qua thanh tra kiểm tra người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế tiền thuê đất theo nghị định này thì người nộp thuế phải nộp số tiền còn thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp do cơ quan thuế xác định lại vào ngân sách nhà nước. Đấy. Cho nên là thời điểm nào cũng vậy, thời điểm trong thời gian gia hạn hay là sau thời gian gia hạn, hết thời gian gia hạn gì mà cơ quan thuế họ kiểm tra, họ thanh tra, họ phát hiện là chúng ta không thuộc đối tượng được gia hạn thì chúng ta vẫn phải nộp số tiền còn thiếu và đồng thời là số tiền phạt, tiền chậm nộp. Hay tại sao phát sinh tiền phạt? Ở trên là chỉ phát sinh tiền chậm nộp, nhưng mà ở dưới là phát sinh cả tiền phạt và tiền chậm nộp. Rồi khoảng 4, trong thời gian được gia hạn nộp thuế, căn cứ giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, cơ quan thuế không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn, bao gồm cả trường hợp giấy đề nghị gia hạn gửi cơ quan thuế sau khi đã nộp hồ sơ kê khai thuế tháng và quý chậm nhất là 30 tháng 7 năm 2020. Có nghĩa là trong cái thời gian được gia hạn này thì nếu mà doanh nghiệp chúng ta nộp cái giấy đề nghị gia hạn thuế cùng thời điểm với chúng ta nộp cái tờ khai thuế tháng hoặc quý thì cơ quan thuế sẽ căn cứ vào cái giấy đề nghị gia hạn đó để không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế và tiền thuê đất mà chúng ta đã được gia hạn. Kể cả nếu mà chúng ta không có gửi cái giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cùng với lại cái hồ sơ kê khai thuế hàng tháng hoặc quý mà chúng ta nộp chậm nhất vào ngày 30 tháng 7 năm 2020 thì cơ quan thuế cũng không tính tiền chậm nộp chúng ta đối với cái số tiền thuế và tiền thuê đất được chúng ta đã đề nghị gia hạn đó. Điều 5, tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành. Đó, nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký của cái nghị định này là ngày 8 tháng 4, là nó có hiệu lực ngay luôn là ngày 8 tháng 4. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm chỉ đạo và triển khai và xử lý vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nghị định này. Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thuộc trung ương và các doanh nghiệp, tổ chức, gia đình, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị định này. Này cái này thì không quan trọng mấy. Đấy. Tóm lại là cái điều quan trọng nhất là chúng ta xác định rằng chúng ta có thuộc cái
điều kiện đủ điều kiện để đối tượng áp dụng gia hạn hay không, à chúng ta phải nghiên cứu kỹ cái điều hai và kết hợp với lại coi cái ngành nghề chúng ta mà nằm trong cái điều hai đó nó có thuộc ngành nghề tạo ra cái sản xuất hoạt động kinh doanh và tạo ra doanh thu hay không. Và thứ tư là ngoài ra thì nếu mà xác định về ngành nghề thì chúng ta xác định là theo cái danh mục ngành nghề kinh doanh tại khoản tại điều 2 cùng với lại cái quy định là phải có hoạt động sản xuất kinh doanh và phát sinh doanh thu. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta nếu mà chúng ta thuộc doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thôi thì chúng ta tự xác định rằng chúng ta có thuộc nhỏ và siêu nhỏ không thì chúng ta cũng được hưởng cái quyền gia hạn như trên. Thời gian gia hạn thì nó đã rõ ràng quá rồi, chúng ta cứ coi theo nghị định mà làm. Vâng, Hiền đã chia sẻ thêm một số chi tiết, đã review một số chi tiết thêm của cái nghị định 41 về gia hạn nộp thuế, nộp tiền thuế và tiền thuê đất. Rồi, chúc mọi người xác định điều kiện gia hạn của mình thành công nhé. Chào tạm biệt mọi người. Mọi người ủng hộ Huyền thì mọi người bấm like và chia sẻ giúp Huyền nhé. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi những cái sản phẩm sau của Huyền nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.